Bạn muốn xuất bản sách và phát triển thành công trên nền tảng Amazon để kiếm tiền thụ động, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy tham gia khóa học KDP Amazon của Quốc Anh. Với khóa học này, bạn có thể biến ước mơ trở thành hiện thực một cách dễ dàng trong công việc làm sách, ngay cả khi bạn không có kỹ năng viết lách. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức, kỹ năng để làm, xuất bản và phát triển sách tiềm năng trên thị trường Amazon. Học cách sử dụng công cụ AI trong công việc làm sách để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Học cách xây dựng hệ thống social media và chạy quảng cáo trên nền tảng Amazon để marketing và phát triển sách bền vững. Đặc biệt, bạn sẽ học cách làm thế nào để scale nhiều tài khoản KDP và quản lý hệ thống store, tạo ra một mô hình kinh doanh online bền vững trên nền tảng Amazon. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận ngay ưu đãi đặc biệt và bắt đầu hành trình kiếm tiền thụ động của bạn trên Amazon. Ở đây các bạn được trang bị cho mình những kiến thức chuẩn chỉnh và được cập nhật thường xuyên. Hãy click vào link bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.